tưởng vào những người hùng của họ sẽ tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Với những cổ động viên của Bỉ thì họ nghĩ rằng Eden Hazard đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Lille, từng thi đấu tại thành phố Lille. Chính vì thế mà trận đấu ngày hôm nay sẽ là trận đấu mà Hazard được thi đấu trên sân nhà và họ rất kỳ vọng là Hazard ở phía trước. Vâng, anh Cường với câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, tôi biết là ngày hôm nay các cầu viên Bỉ đến Lille rất đông. Vậy thì anh có thể cho biết tình hình của chúng ta trên Lille bây giờ như thế nào không ạ? Vâng, như quý vị cũng thấy là những cổ động viên họ đang rất thân thiện với tôi. Họ đang rất là muốn chia sẻ tình cảm của mình. Ngày hôm nay, theo con số mà báo chí đưa ra thì có khoảng hơn 150.000 cổ động viên Bỉ đổ đến thành phố Lille ngày hôm nay. Và với con số như vậy thì đó thực sự